chào bạn, tôi là Quỳnh Anh, là MC mới kênh Bất Động Sản Đất Giá Rẻ. Tôi không biết làm thế nào mà bạn đã xem được video này, nhưng nếu bạn đang nghe những dòng này thì tôi xin chúc mừng bạn vì bạn đã quan tâm tới bất động sản sớm hơn những người khác. Tôi muốn nói rằng bạn có cơ hội tích lũy và gia tăng tài sản nhanh hơn những người chưa quan tâm tới bất động sản. Tại sao tôi lại nói như vậy? Có 6 lý do chính khiến bạn nên đầu tư hoặc có hiểu biết về bất động sản. Lý do đầu tiên, tiền phải kiếm ở nơi có nhiều tiền. Bất động sản là lĩnh vực đầu tư giá trị tài sản lớn từ vài trăm triệu đến nhiều tỷ đồng nên chênh lệch lợi nhuận cũng lớn. Đây chính là lý do có rất nhiều người tham gia vào việc đầu tư bất động sản. Lý do thứ hai, 90% người giàu có liên quan tới bất động sản. Một số người đầu tư trực tiếp bất động sản và trở nên giàu có. Một số người kinh doanh thành công ở lĩnh vực khác, sau đó đầu tư bất động sản và trở nên giàu có gấp nhiều lần. Người giàu nhất Việt Nam là bác Phạm Nhật Vượng, cũng là người đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Lý do thứ ba, OKM, sử dụng tiền của người khác. Một ví dụ điển hình, nếu bạn muốn mua một bất động sản giá 1 tỷ, bạn không cần phải có 1 tỷ mà chỉ cần có 30%. Số tiền còn lại bạn có thể vay ngân hàng. OKM là một đặc tính rất hay của bất động sản. Lý do thứ 4, tốc độ mất giá của tiền. Nếu bạn giữ tiền mặt, tiền sẽ mất giá do lạm phát. Trong khi đó, dân số thì ngày càng đông và đất thì không thể sinh ra nhiều hơn. Đó là lý do bạn sẽ thấy rằng đất luôn luôn tăng giá theo thời gian. Lý do thứ 5, một công cụ điển hình của tự do tài chính. Có rất nhiều nhà đầu tư họ thuê bất động sản và cho thuê lại. Chỉ nhờ cách thức đơn giản này họ đã có dòng thu nhập vài chục triệu mỗi tháng mà hầu như không cần làm gì cả. Khi đó họ không cần lo lắng về tiền nữa, có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống. Lý do thứ 6, đằng nào bạn cũng sẽ liên quan tới bất động sản. Bạn có cần đi mua, thuê bất động sản để ở, để kinh doanh hay đầu tư? Có một sự thật rằng dù bạn có đang làm bất động sản hay không thì sớm muộn bạn cũng phải va chạm vào lĩnh vực này. Hãy trang bị cho mình kiến thức càng sớm càng tốt. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn và để theo dõi tin bất động sản mới nhất, đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh miễn phí. Còn bây giờ Quỳnh Anh mến chào tạm biệt và kính chúc quý nhà đầu tư và gia đình một ngày bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc.